Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đổi về đám dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ một ai, làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái, mặc dù có nhiều còn có, mà hai ông bà thường lo buồn than thở vì cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè, ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Còn cậu thứ hai thì thân thể vốn suy nhược, từ khi sinh ra đến lớn bệnh hoạn triền miên, tiền thầy tiền thuốc tốn kém rất nhiều mà bệnh vẫn còn nguyên. Không một cậu nào biết hiếu để hoặc biết lo gia nghiệp, duy chỉ có thằng thứ ba và cô Út tính tình hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy chỉ có một mình cô gái Út, nhưng khốn nổi cô là phần gái, làm sao nói được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà cứ mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán, lo rầu than thở. Một hôm, bà bảo ông: "Nhà mình có tiếng là giàu sang, chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh to lớn, đáng lẽ là hạnh phúc lắm. Nhưng sao lại vô phúc thế này? Đã sanh đặng mấy đứa con trai mà thằng cả với thằng thứ hai không một đứa nào biết hiếu đạo, lo nói giỏi gia phong. Vì có thằng thứ ba và con Út biết lo làm ăn thành lợi cho gia đình. Sách nói vì phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng chúng ta cứ lo làm giàu từ hồi nào đến giờ, không biết làm những điều nhân đức nên trời Phật khiến cho hai con ta hoàn phá của như thế để phạt chúng ta chăng? Bây giờ tôi nghĩ như thế này, may ra con ta có hồi tâm hướng thiện chăng? Chúng ta nên sắm hương hoa trà quả, đến chùa cúng Phật, quy y, để nương tựa theo bóng từ bi nhà thần lực Tam Bảo, gia hộ cho chút phước duyên, khiến cho con chúng ta tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp để mong cầu hạnh phúc tương lai. Vậy ông nghĩ sao?" "Bà nói nghe hữu lý. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp, sau đó chúng ta cùng đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trào quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ Tam Bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chuẩn bằng bố thí. Làm được như thế thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phòng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy một tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay, thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày thêm nguy ngập. Thế rồi cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng mà một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả xong, ông bà lên chùa khóc than tha thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: "Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến hoàng dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà cũng không sao thay thế. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly, tình vợ chồng cha con. Sống trong một nhà cũng như bầy chim, chung ngủ trong một cụm rừng, hễ cơn giông tố ào đến thì mảnh con nào nấy bay. Phụ mẫu ân thầm chung hữu biệt, phù thề nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tạ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Cha mẹ ơn sầu còn có biệt,
vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly. Nhân tình nào khác chìm chung ngủ, sáng lại con nào tự nấy bày. Sau đó, hòa thượng lại nói tiếp. Ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng cuộc phú quý vinh hoa. Kia như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất trên đời. Họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng, đang hưởng hạnh phúc, nhưng vẫn không tránh khỏi số mạng. Sách nói, Diêm Vương chú định tam canh tử, định bắt Liêu Nhơn đáo ngũ canh. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước, cậu không tu nhân trường thọ, vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm, mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà lo tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả, được tiêu diêu về miền cực lạc thì sẽ ít lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì kinh Phổ Môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông Trấn Giả được nghe lời thầy khuyên dạy, nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng, thì kế tiếp người con thứ hai kỳ này chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả thả hồn về nơi chính suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nổi như thế này. Sau khi tống tán người con thứ hai đã xong, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh, nào ngờ đâu mới vừa quy làm phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy này, chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại thầy. Từ đây tôi không tu nữa. Thầy Ông Tòng khuyên bảo: Con người ta sinh ra ở đời, sự chết sống đều do số mạng. Sách nói, nhất ẩm nhất trát, giai do tiền định. Tức là một hớp nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yếu hay sống lâu là đều do nghiệp trước đã gây tạo cả. Như trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy rằng: Dục trì tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu trì hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời này mà suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau thì nên xem chó tạo nhân của mình ngày nay. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí làm phước chút ít nên đời này mới được đầu thai làm con của ông bà đó để hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên này chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy xin khuyên ông bà chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp giống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Ông bà nên nhớ rằng, nhất nhật hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Ông bà cũng nên tinh tấn ăn chay thêm mỗi tháng 10 ngày và nguyện thọ trì kinh Kim Cang để cầu nguyện cho hương hồn của hai cậu được siêu thoát và gia đình từ đây chắc được bình an để vun trồng cõi phúc về sau. Hai vợ chồng ông Trấn Giả nhờ thầy lấy nước từ bi rửa tắt lửa sân hằn,
nên không oán Phật sầu con nữa, mà lại còn thêm kính Tam Bảo. Vâng lời thầy dạy, ông bà tinh tấn tu hành, vừa lúc đúng một năm, người con trai thứ ba cũng từ biệt ông bà, hồn vào nơi âm cảnh. Lúc bấy giờ, tình thầy trò đã không còn thương mến, mà lại trở nên là kẻ thù. Nào phái điệp, kinh sách, tượng Phật trên bàn thờ đều bị ông tuôn xuống đất một lượt. Không còn một mấy mây nào kính trọng cả. Từ đây, hễ ông thấy đến ông thầy hay cô ni nào đi ngang qua, nếu ông không đánh đập thì cũng mắng chửi tồi tàn. Trải qua 2-3 năm trời, ông vẫn còn ôm lòng oán Phật ghét tăng, hủy bán người tu hành. Các việc buồn dồn dập làm cho bà trưởng giả không ăn không ngủ, khóc luôn cả ngày đêm, hai mắt sưng vù và ra máu không bờ đầu. Bà cũng theo bà con trai có bà hồng về nơi chính suối. Thế là ông trưởng giả chỉ còn một cô gái út tên là Lan Phương. Lan Phương tuổi vừa đôi chín, nhan sắc lộng lẫy, công dùng ngôn hành đều đặn vẹn toàn. Ông trưởng giả cưng nàng như trứng mỏng. Nàng thói học, từ khi anh thứ ba của nàng từ biệt cõi trần, nàng lui về săn sóc cha già và thay thế cho các anh, chăm nom săn sóc gia đình. Nàng là một cô gái rất hiếu hạnh, cả ngày chỉ lo việc nữ công và chăm nom từ bữa ăn cho cha mình, nên cha nàng quý nàng như ngọc. Đã nhiều lần ông ngồi nghĩ đến việc gia đình và tương lai của con, ông rất nhiều nỗi lo buồn vì không có con trai để nối nghiệp, chỉ còn một đứa con gái út. Song phận nó là gái, rồi đây sẽ phải theo chồng. Sau mấy đêm suy nghĩ, ông tính ra được một kế là kén chọn một chàng rể cho con có mình, không cần có nhà giàu có quan quyền, mà chỉ cần văn chương lối lạc để nói vào phòng. Sau mấy lần suy tính, ông tuyên bố lên rằng, nếu như ai thi được đậu thì sẽ được một phần thưởng vô giá, một cô gái yêu quý của ta và một gia nghiệp triệu phú này. Trái lại, nếu người nào bị rớt sẽ bị đánh 100 roi đuổi ra. Bởi cuộc khảo thí quá khó khăn và nghiêm khắc nên trải qua trên một năm mà ông trưởng giả chưa kén chọn được một chú rể nào. Gần đến khúc đường bế tắc, bóng một hôm có một người phong độ giống tu sĩ, điều bộ khoan thai và nhàn nhã, mặc đồ nâu sòng đến xin dự thí. Người gác cổng hỏi, chào thầy, thầy đi đâu đó? Tôi nghe ông trưởng giả có mở cuộc thi để chọn rể, nên tôi xin đến dự thí. Mấy lâu nay biết bao bậc văn nhân tài tử đến dự thi, song rốt cuộc đều bị đánh đòn và đuổi ra. Huống chi ông, bộ tịch thiệt thà như thế này chắc không tránh khỏi bị đòn 100 roi, rồi bị đuổi ra đấy. Không, không hề chi đâu, miễn anh vui lòng cho tôi vào. May ra thi được đậu thì ở ngấy tôi chẳng dám quên. Ông hãy đi theo tôi. Nói xong, anh gác cửa liền dẫn chàng đi vào nhà. Khi vào tận nơi, trưởng giả vừa thấy liền quát to, bảo anh gác cửa rằng, người không biết sao, đã lâu rồi ta nghiêm cấm không cho ông thầy hay cô vãi lai vãng đến đây cơ mà. Nay ngươi còn dẫn vào, đè hắn xuống, đánh 100 rồi, rồi đuổi ra ngoài lập tức. Thí sinh ôn tồn đáp rằng, thưa cụ, cháu không phải nhà sư, cụ ạ. Không phải nhà sư à? Không phải nhà sư, sao lại cao đầu? Cháu muốn cho mát mẻ, giản tiện khi tắm rửa, và khỏi mắt thì giờ chảy gỡ. Người còn giấu gì nữa chứ? Nếu không phải nhà sư, sao mặc đồ nâu sòng? Thưa cụ, vì cháu ở gần chùa, nhà cháu nghèo khó, không tiền mua sắm, chỉ nhờ các sư bố thí y phục, nên cháu mới mặc đồ như thế này thôi. Người nói ngươi nghèo khổ, nếu quả thật như thế, thì ngươi làm sao biết chữ để thi? Khi cha mẹ cháu còn sanh tiền, có cho cháu đi học, nhưng đổi thầy, cha mẹ cháu khuất đối sớm, nên cháu phải còi cúc và vất vả đến thế này đây. Hiện nay,
Hàng ngày cháu chỉ nhờ miếng cơm thừa của cô bác nuôi sống qua ngày để theo đòi việc học tập. Này nghe cụ mở cuộc thi chọn rể, cháu cũng xin đem chút tài mọn để dự thi. Mong rằng á, bí cực thế lai, gặp lúc thời lai phong tống đằng vương cát, cháu sẽ được thỏa mãn lòng hài vọng bấy lâu. Thôi được, ngươi hãy ngồi đó, để ta ra đề cho thi. Nếu đậu thì ta sẽ làm đúng theo lời hứa. Còn không á, thì ngươi phải bị đánh 100 roi đũa ra. Nhưng lối thi này không phải như cách thi hương hay thi hội. Nghĩa là không cần có bài vở chi cả, miễn ta chỉ đầu, ngươi lập tức ứng khẩu làm thi theo đó. Nếu hay và thích hợp với ý của ta, thì được đậu thôi. Dạ vâng. Lúc bấy giờ ông trưởng giả ngó ra trước ngõ, thấy hai cánh cửa, một cánh mở một cánh khép, tòng bá trang hoàng hai bên đường đi. Ông liền chỉ tay vào cạnh đó và báo chàng là một bài thơ. Chàng thí sinh liền ứng khẩu ngầm. Môn tiền nhất phiến khai, tòng bá lưỡng biên bày, nhược nhơn hành tà đạo, bác năng kiến Như Lai. Cửa ngoài một cánh mở, tòng bá hai hàng dài, nếu người theo đạo quẩy, chẳng thấy đặng Như Lai. Nghe xong, ông trưởng giả giận mừng lắng lòng. Vì đã trên một năm rồi, không biết bao nhiêu người đến thì, mà chưa có ai tài giỏi như trò này. Nhưng lòng ông đang thù oán Phật. Mà ông nghe đến câu, nhược nhờn hành tà đạo, bát năng kiến Như Lai, là hai câu kệ trong kinh Kim Cang, mà ông đã thường đọc tụng hơn một năm, nên lòng thêm tức giận, và quát to lên rằng, ngươi làm thi thì hay, và bậc thiệp lắm, nhưng ngươi không biết tại sao. Ta rất oán Phật, vì theo đạo Phật, mà ba đứa con trai ta đã chết, nên ta không muốn nghe đến tên Như Lai, hay là Phật nữa. Lỡ lần đầu ta tha thứ. Nếu sau, ngươi còn dùng đến danh từ Như Lai, hay Phật nữa, thì sẽ bị đánh trầm rồi. Đuổi ra lập tức nha. Dạ, dạ vâng. Những danh từ nào cũ cấm, cháu không dám tái phạm nữa. Ông trưởng giả êm dịu cơn tức, lại nhìn ra trước sân, thấy có một con gà trống cò, màu lòng nằm sát, đang đập cánh gãy lên. Ông ôn tồn đưa tay, chỉ và bảo làm thì, chàng liền ngứng khẩu ngầm. Đền tiền hữu nhất kê, thân phi ngũ sát ê, ngũ canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề. Trước sân con gà trống, mập mạp nằm sát lòng, nằm canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề. Nghe xong, ông trưởng giả quát to lên. Rằng hay thì thật là hay, nhưng ta không ưa Phật Pháp, oán ghét tăng ni, chẳng thích Bồ Tát, không chịu Bồ Đề. Sao người cứ dùng những danh từ ấy mãi? Lại nữa, người nói người không phải nhà sư, sao rất thuộc những danh từ Phật Pháp? Dạ thưa cụ, vì cháu ở gần chùa, thường nghe chư tăng đọc kinh, tự nhiên thấm nhiễm thôi. Chứ thật không phải nhà sư. Nếu cháu thật sự nhà sư, thì đâu có dự thi như thế này đâu. Thôi, ngươi đừng nói chi nhiều lời. Hãy nằm xuống đây chịu đánh 30 rồi. Rồi ta sẽ cho làm bài khác. Thưa cụ, xin cụ hãy xét kỹ. Cụ chỉ cấm không cho nói tới Phật và Như Lai, thì cháu không nói đến hai danh từ này. Chứ cụ đâu có cấm dùng danh từ Bồ Tát hay là Bồ Đề đâu. Lại nữa, cụ bảo làm thi trong tức khắc, chứ đâu phải đọc liền đó, không cho cháu được một phút suy nghĩ. Trong lúc cấp bách, lựa lời chẳng kịp, vì lúng túng, xin cụ mở lượng khoan hồng mà dung thứ cho cháu. Ông trưởng giả nghe chàng phân trần cũng đúng, nên cơn nóng giận dịu xuống, bèn tha thứ cho chàng. Lúc bấy giờ ông chỉ ngày bức tranh vẽ hình con cọp, treo trên vách, và bảo làm thì. Chàng liền ngứng khẩu ngâm rằng, bích trùng hữu nhất hổ, thần ly tam xích thổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Trên tường có con hổ, thần cách đất ba thước, trên báo bốn ơn dày, dưới cứu ba đường khổ. Kinh Kim Cang Bát Nhã là một quyển kinh mà ông trưởng giả đã thuộc lầu. Trong bài thi này,
chàng dùng hai câu, thường báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, là hai câu kệ trong kinh Kim Cang. Vì chàng muốn thức tỉnh cho ông trưởng giả, luôn luôn nhớ lại Phật Pháp. Nhưng trái lại, khi nghe đến hai câu kinh, làm cho ông trưởng giả thêm khiêu gợi lại lứa hờn năm xưa. Vì ông nhớ, bái tụng kinh này mà ba đứa con trai của ông bị chết. Lúc này ông nói giận lôi đình, la quát om sòm. Lần này quyết định không tha. Ông bảo, nằm xuống, đã ba lần rồi, lần nào ngươi cũng dùng đến danh từ trong kinh Phật, khiêu gợi sự tức giận của ta. Tay ông vừa đánh và miệng vừa la mắng, đập một hơi không biết mấy chục rồi. Thấy thế, đồng mối từ tâm. Nên Lan Phương là con gái của ông, bước đến khuyên rằng, thôi cha, vì người ta ở gần chùa, tắm nhiễm đạo Phật đã lâu, hôm nay chỉ trong tức khắc, cha bảo họ phải bỏ hết những cái gì mà người ta đã tắm nhiễm, thì không thấy được, để sao về ở nhà mình. Làng hồi dạy dỗ, chàng sẽ làm được vừa lòng cha. Cha không nhớ có nhân có dạy, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Hơn nữa, đã hơn một năm rồi, không biết bao nhiêu nhà thi sĩ văn nhân vào thi, song rốt cuộc đều bị đòn đi ra. Không có một người nào tài hay lối lạc như anh này, cha chỉ đâu, thì anh ứng khẩu ngâm thi liền đến đó, không cần suy nghĩ, rất bậc thiệp, làm thi trong chớp nhoáng. Nếu cha còn che nữa, thì con chắc chắn cha không tìm được một người nào hơn nữa đâu. Nói xong, có bèn trở vào phòng, sau mấy lời càng giảng, cơn nóng giận dịu lần, ông trưởng giả nghĩ thầm, có lẽ con mình đã thương chàng này, nên ông cũng chiều theo ý muốn của con. Thà đánh, và bảo chàng đứng lên. Khi đó, ông trưởng giả ngồi suy nghĩ. Con mình nói cũng phải, đã hơn một năm nay, không biết bao nhiêu tài sĩ văn nhân vào thi, nhưng không có một người nào tài hay bậc thiệp và văn chương hay tuyệt như chàng này. Đã ba bài thi, bài nào cũng xuất sắc. Chỉ có một điều, chàng đã thấm nhiễm đạo Phật đã lâu, nên từ ngôn ngữ cho đến điệu bộ cũng đều nhựa màu sắc Phật giáo. Nhưng nếu ta cố chấp và gắt gạo thế này mãi, thì chắc không có một người nào được hoàn toàn theo ý muốn. Rốt cuộc rồi con ta phải cội cúc và lạnh lẽo suốt đời. Thôi, ta hãy chậm chế và dễ dãi bớt đi, để cho con của ta được vui lòng. Khi đó, Lan Phương ở trong phòng phía đông, vừa khoác màn bước ra, diện mạo sáng rỡ như mặt nhật, điệu bộ khoan thai và thùy mị nết nà. Ông liền chỉ ngay vào Lan Phương và bảo chàng làm thi. Chàng kính cẩn khép nép và ứng khẩu ngầm. Nhật xuất hướng đông phương, diện như minh kính trương, dung nhan thậm kỳ diệu, phổ chiếu biến thập phương. Mặt nhật mọc hướng đông, diện mạo tờ gương trong, dung nhan thơ kỳ diệu, soi sáng khắp mười phương. Lần này có phần nghiêm diệu hơn các lần trước. Ông trưởng giả nghe xong, có hơi tức giận, nhưng vẫn còn giữ được thái độ điềm tĩnh. Vì ông nghĩ thầm rằng, do ở gần chùa, chàng bị thâm nhiễm lâu ngày, nên mỗi bài thi đều bị ảnh hưởng đến Phật giáo. Chớ có lý nào chàng muốn chọc ta mãi như thế. Ông Tòn hỏi tiếp. Này cháu, vậy thằng thế cháu có phải là nhà sư chăng? Không thưa cụ. Nếu không phải nhà sư, sao cháu biết kinh Phật? Và trong mỗi bài thi, cháu đều dùng những câu kinh tỏ ra người rất thông đạo Phật. Thưa cụ, cháu đã thưa. Nhà cháu ở gần chùa Phật, sớm chiều cháu thường được nghe các thầy tụng kinh bái sám với những giọng hòa hưởng êm dịu và thanh thoát. Khi bổng khi trầm, lúc khoan lúc nhạc, thỉnh thoảng điểm một vài tiếng chuông ngân nga trong cõi không gian tịch mịch, để đánh thức người say mê trong cảnh mộng. Một vài tiếng mõ kêu sương trong đêm khuya thanh vắng, để gọi ai còn say ngủ trong đêm trường. Vì quá thích thú với mùi thiền nên cháu để ý thuộc được các bài kinh ấy. Thú thật, cháu không phải là tu sĩ. Ông trưởng giả yên lặng và nghĩ thầm. Có lẽ vì tập nhiễm lâu ngày, nên phong độ của chàng này
giống hệt nhà tu. Nếu sau khi chàng làm con rể nhà ta, lần hồi huấn luyện chắc cũng được, vừa theo ý muốn. Lúc bấy giờ, ông hứa sẽ gả làng phường cho chàng, và cho ngày lành tháng tốt, làm lễ thành hôn cho đôi trẻ. Vì bằng việc quá mệt mỏi, nên đêm này, ông trưởng giả ngủ sớm. Đang mê màng trong giấc điệp, ông bỗng thấy chàng thí sinh đến gọi. Thưa cụ có muốn tìm con của cụ không? Cháu xin tình nguyện dẫn cụ đi. Ông trưởng giả vui mừng hớn hở đáp. Còn gì quý bằng, bác cảm ơn cháu lắm. Hai người dẫn đi một hồi, ông trưởng giả bỗng thấy một cảnh giới khác thường, rung rợn vô cùng. Hả? À, có phải đây là âm phủ không? Thưa cụ, âm phủ thì cháu chẳng biết. Cháu chỉ biết chỗ này, người ta gọi là chốn huỳnh tiền, hay gọi là chốn suối vàng. Suối vàng à? Suối vàng ư? Bác nghe nói người chết rồi thả hồn xuống suối vàng. Hôm nay ta xuống đến suối vàng, thế thì ta đã chết rồi sao? Không, cậu chưa có chết đâu. Vì cậu muốn tìm vợ con, nên cháu dẫn đến chỗ này thôi. Nói xong, chàng dẫn ông đi một đoạn nữa, xa xa thấy dạng của cậu cả. Ông mừng quá, giục tóc chạy đến, ôm con và khóc kể. Con ơi, sao con đành bỏ cha mẹ ra đi, làm cho cha ngày khóc đêm sầu. Thôi đi ông, tôi đâu phải con cái gì của ông. Nhà ông thiếu nợ tôi đến đòi lại. Đòi xong tôi đi. Chứ tôi đâu có phải con cái gì của ông đâu. Ông còn nhớ không, trên 30 năm về trước, tôi là người tá điền của ông. Vì ông buộc phải đem thế vợ con trừ nợ, chúng tôi không thể làm theo ý muốn con được, nên ông dùng quyền thế phá tan gia đình sự nghiệp của tôi. Tức giận quá nên tôi phải tự tử. Cái quán thù này chưa rửa sạch, tôi thề theo báo thù ông. Bởi thế nên tôi sanh vào nhà của ông. Trong mấy chục năm nay chỉ phá hại gia sản, làm cho ông phải hao tài tốn của. May mà nhà ông biết hối hận tu hành, nên tôi vui lòng hủy bỏ nợ cũ. Bằng không à, thì tôi quyết theo báo ông đến tiêu tan sự nghiệp mới thôi. Nói xong, cậu bỏ đi không chút gì quyến luyến. Thấy con nói thế, ông tuôn rơi nước mắt, tức tưởi khóc một lúc. Chàng thí sinh nói, con của cụ đã nói như thế, cô còn bình định chi nữa cho vô ích. Thôi, để cháu dẫn cụ đi tìm cô hai. Đi được một đoạn đường, ông lại thấy người con thứ hai của ông đang đi ngang qua. Ông vội vã chạy theo, lớn tiếng kêu vàng. Con ơi, con! Sao con đành bỏ cha đi biệt mất, làm cho cha đêm ngày sầu thảm, ôm o gầy mòn đến thế này hả con? Câu gàn ngàn nói, ai cha con gì với ông? Ông thiếu nợ tôi đến đòi, đòi xong rồi đi. Chứ tôi đâu có phải con cái gì của ông đâu. Trên 20 năm về trước, nhà ông bị mất mấy lượng vàng. Ông nghi cho tôi, nên bắt ra tra khảo. Vì chịu không nổi sự đánh đập tàn nhẫn của người cha, nên tôi phải bỏ mạng à. Rồi tiền tài của tôi, ông tịch thâu hết. Mặc dù vợ con tôi bị đối rách, mà ông cũng chẳng trả lại phần nào. Cái oán thù này tràn ngập, nên tôi thề trả lại nhà ông đi báo thù. Khi nhà ông sanh tôi ra, cho đến ngày khôn lớn, thì tôi đau ốm liền miên. Có khi ông bà chứa chạy gần hết tiền của, không làm một chút lợi ích gì cho nhà ông. May thay á, ông biết hối hận, sớm lo tu hành, nên tôi vui lòng xóa bỏ oán thù trước, chỉ đòi ông mấy nhiêu năm thôi. Nói xong, cậu bỏ đi một nước. Ông trưởng giả gạt nước mắt, tức tưởi khóc. Chàng thí sinh khuyên ông, thôi cụ, thế tình như thế, cô còn luyến ái nữa làm chi? Cô nên đi tìm cậu ba, thử xem nào. Chàng dẫn ông trưởng giả đi một khoảng đường nữa. Ông thấy đứa con thứ ba của ông đang đứng nói chuyện với một người bạn. Mừng quá, ông hấp tấp chạy đến ôm con mà khóc. Con ơi, con, sao con đành bỏ cha mẹ ra đi, làm cho cha mẹ rầu buồn suốt cả ngày đêm,
mẹ con cũng vì rầu buồn quá, khóc cả ngày đêm không ăn, bỏ ngủ trong mấy tháng trường, nên phải bỏ mình thả hồn về nơi âm cảnh. Thưa ông, tôi thiếu nợ ông, tôi phải đến trả. Trả xong tôi đi, chứ tôi không phải con cái gì của nhà ông đâu. Trên 20 năm về trước, ở trong bọn tá điền của ông có một gia đình rất nghèo, nhà dột cột siêu, thiếu trước hụt sau, làm suốt cả năm bị ông thâu góp sạch, nào lúa vốn lúa lời, lúa quần lúa áo, đến mùa rồi chỉ phủi hai bàn tay không. Cả gia đình suốt năm này đến năm nọ phải mặc rách ăn hèn, tay bùn chân lắm, tóc rám môi chì, da đen mặt nám, cực khổ suốt đời. Ấy là gia đình của tôi. Khi cha tôi chết đã 3 ngày mà không có hòm chôn, đến xin ông chẳng được, mà vay tiền của ông thì ông bảo trả lời 20. Chào ôi, của đâu mà trả? Túng thế, tôi phải lẻn vào nhà của ông trộm lấy 5 lượng vàng để về chôn cất cha tôi. Chôn cất xong á, tôi có thề với phật trời rằng kiếp này trả không được, xin nguyện kiếp sau. Vì lao tâm cùng lao lực bởi gia đình nghèo khổ nhiều năm, nên trong vài năm sau tôi phải lâm bệnh nặng rồi từ biệt cõi đời. Sau khi chết á, tôi đầu thai vào nhà của ông để thanh toán số nợ nần mà tôi đã thiếu ông ngày trước. Ông sanh tôi ra, đến khi khôn lớn thì tôi vẫn lam lũ làm ăn, làm cho cửa nhà ông tiền vô như nước. Nợ ông thanh toán đã dứt khoát rồi, nên tôi đi nơi khác. Hôm nay ông còn tìm kiếm tôi làm gì? Nói xong, cậu bỏ đi. Ông trưởng giả lấy hai tay bầm mặt, nét nở khóc thàn. Chào ôi, vậy cánh trần gian này có phải là một bãi trường để vay trả, trả vay nợ nần cho nhau chăng? Chàng thí sinh khuyên lờn một hồi lâu, rồi dẫn ông đi tìm bà trưởng giả. Ông trưởng giả thấy một người mình gầy vóc ốm, chỉ còn da bọc xương, đầu người bạc trắng phới, má hót, đôi mắt sưng vù, đang ngồi rên khóc dưới một gốc cây. Ông bước đến gần mới nhận ra là bà vợ của ông. Ông gọi trong tiếng nấc. Bà ơi, bà. Ai đó? Tôi là ông trưởng giả đây. Vậy chứ tại sao thân hình bà tiều tụy, khổ sở đến thế này? Ông ơi, ông ngồi xuống đây để tôi kể chuyện cho mà nghe. Vì tôi quá tham lam độc ác, muốn cho gia đình mình giàu có muôn hộ, mà tôi phải tạo nhiều tội lỗi. Tôi có ngờ đâu, làm ra thì cả chồng con chung hưởng, mà bây giờ đây một mình tôi phải chịu tội khổ đến thế này. Ngày đêm đói khát đã mấy tháng rồi, không ăn được một chút cháo hay một miếng cơm. Thân hình tôi chỉ còn da bọc xương, lại còn bị hành phạt khổ sở lắm điều. Vậy chứ bà làm tội gì chứ? Ông không nhớ sao, một lần nhà mình bị mất 5 lượng vàng, nghi cho thằng ở bắt ra tra tấn, nó chịu không nổi phải bỏ mình. Khi nó chết rồi, bỏ lại một ít tiền của, ông bảo trả về cho gia quyến nó. Tôi lại giấu đi, chẳng chịu trả. Đến khi vợ con nó kiện ra đến quan làng, tôi lại thề rằng nếu tôi có nói ngược thì cho hai con mắt của tôi chảy máu đuôi và chết mất mạng. Tưởng rằng không trời không Phật, không ai hay biết. Nào hay đâu, lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Tôi vẫn tưởng thề càng cho qua buổi, không ngờ nhân nào quả nấy. Khi các con chết rồi, tôi rầu khóc luôn mấy ngày đêm, bỏ ăn bỏ ngủ, nên đôi mắt chảy máu, sưng vù và đuôi mù đến thế này đây. Khổ sở lắm ông ơi. Ngoài ra còn nhiều tội ác nữa, không sao kể hết. Hôm nay ông đến đây thăm tôi, nếu ông còn nghĩ chút nghĩa Tào Khang, tình xưa bạn cũ, thì sau khi trở về dương thế, ông nên vì tôi mà chuẩn bằng bố thí, làm các việc từ thiện và cầu siêu độ cho vong hồn của tôi. Một điều ông phải nhớ
là nên lo tu tâm dưỡng tánh, làm những điều hiền đức để nhờ kiếp sau. Đến đó, ông tỉnh giấc mộng trường, mồ hôi vã ra như tắm, trong lòng còn hoang mang sợ hãi vô cùng. Ông trưởng giả bỗng nghe trên không trung có tiếng gọi. Trưởng giả, ông trưởng giả, ta đây là Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thấy nhà ngươi là kẻ trần gian mê muội, chánh lòng thương xót, cho nên ta hiện thần làm chàng thí sinh, đã đến nhắc thức nhà ngươi. Bởi nhà ngươi ngày trước tao nhiều điều tội ác, nên ngày nay bị quan gia nghiệp báo đến báo lại ngươi. Ngươi hãy nhớ lại kỹ, từ khi nhà ngươi sanh con trai đầu lòng đến khôn lớn, nó chỉ phá hại gia tài sự sản của ngươi, đôi khi nó còn muốn giết cả vợ chồng ngươi để tự do phá của. Bởi mấy mươi năm về trước, ngươi có làm một việc tội ác là buộc một người tá điền đem vợ con đến thế nợ, chúng không làm theo ý muốn của ngươi. Lúc bấy giờ nhà ngươi dùng quyền thế ép chế, vì chịu không nổi nên chúng phải tự tử. Việc đó nhà ngươi còn nhớ chăng? Bởi thế nên chúng đầu thai lại nhà của ngươi. Nhờ ngươi biết ăn năn hối ngộ, lo tu hành, nên nó chỉ đòi bấy nhiêu đó thôi. Thằng thứ hai là đứa ở của nhà ngươi, ngươi nghi nó ăn cắp vàng, đem ra tra tấn đến chết. Cái oan hồn ấy trở lại nhà của ngươi để báo thù, nên khi sanh ra cho đến lớn, nó cứ đau ốm mãi, để hai vợ chồng nhà ngươi phải lo chạy thuốc men, hao tốn gần hết tiền của, và nó còn phá tán gia tài sự sản của ngươi. Nhờ ngươi có tu hành nên nó mới thôi đòi nợ đó. Thằng thứ ba, vì ăn trộm của ngươi 5 lượng vàng, để đem về chôn cất cha nó, nên phải đến trả lại cho ngươi. Vì thế, nên khi ngươi sanh ra nó làm cho gia đình ngươi tiền vô như nước. Khi trả nợ xong rồi, nó đi nơi khác, nhân nào qua nấy, không có sai chạy đâu. Nhà ngươi nên biết, do oan trái kiếp trước, nên kiếp này phải trở lại. Kẻ làm vợ, ngươi làm chồng, và làm con cái, dần dần, để đền trả cho nhau đó thôi. Sách nói, vô oan trái, bất thành phu phụ. Này chúng nó chết, là oan gia ngươi đã trả xong. Thế mà nhà ngươi mê muội, không biết lại hờn trời oán Phật, tạo thêm tội lỗi. Thật đáng thương xót, bởi trước kia người tạo cái nhân tội ác, nên nay phải trả. Người mới tu hành vài 3 năm nay, vì cái nhân này chưa hoàn bị, nên người chưa được quả lành. Thí như người năm nay làm 100 công ruộng, mà vẫn bị thiếu trước hụt sau, là vì năm rồi họ chỉ cờ bạc ăn chơi, nó nằm ấp lúc, nên năm nay phải chịu thiếu hụt. Con ruộng làm năm nay tuy nhiều, song sang năm họ mới hưởng được. Một thí dụ thứ hai, như chú xoài trộm cướp sát nhân. Chú mới vừa buông cái dao vào chùa tu niệm, ít ngày sau bị lính đến bắt bỏ tù, không phải vì tu mà bị lính bắt, mà chính vì chú gây cái nhân trộm cướp trước kia, nên nay bị cái quả đó. Còn sự tu hành làm phước thiện hiện nay, phải thời gian sau mới hưởng quả. Người đời không thấy xa, chỉ nhìn hiện tại, rồi vội vàng trách móc. Nhà ngươi là người có học thức, sao lại chẳng nhớ câu thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lại tảo giữ lai trì. Nghĩa là làm lành hay làm dữ, rốt cuộc rồi đều có quả báo, chẳng qua đến sớm hay đến muộn mà thôi. Trong kinh nói, giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là người tạo ra nghiệp nào, dầu trải qua 100.000 muôn kiếp, cũng không mất.
thì nhân duyên đến, quả báo này phải chịu. Vậy nhà ngươi từ đây nên ăn năn hối ngộ, lo tu tâm dưỡng tánh, để nhờ kiếp sau. Nhờ mấy lời giáo hóa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà ông phố trưởng giả kia được tỉnh giác, hồi tâm chuyển nghĩ, tinh tấn tu hành. Tòa lâu đài nguy nga đồ sộ của ông trước kia lúc bấy giờ biến thành chốn thiền lâm tu niệm, là nơi lễ Phật đi chùa của khách hành hương rộng rịp, hành hương rộng rịp, hành hương rộng rịp, hành hương rộng rịp, hành hương rộng rịp. Tu không nên độc tài. Một buổi chiều nọ, Hòa Thượng Diệu Pháp vừa mới an tọa, thì một vị tóc điểm mối tiêu tiến tới quỳ xuống. Chưa khai khẩu, đã tuôn lệ như mưa, khóc chẳng thành tiếng. Mọi người an ủi, ông mới dần dần bình tĩnh được chút, và bắt đầu hướng về Hòa Thượng, kể chuyện của mình, cầu xin chỉ dạy. Ông vừa buồn, vừa tự trách, giống như phát xuất nỗi niềm sám hối bi ai từ nội tâm, khiến cho người có mặt ở đó không ai là không rơi lệ. Ông kể, mình vừa bắt đầu hướng dẫn vợ và các con bước vào con đường học Phật, thì đã nhanh chóng dứt bỏ ăn mặn. Toàn bộ thời gian rảnh, ông đều dùng vào việc tụng kinh, hoằng pháp lời sinh, tu tập tinh tấn. Trước khi học Phật, ông có mua một đầu máy video hiện đại, chỉ xem qua có 4-5 cuốn phim thôi. Đến nay đã 10 năm, chẳng hề đồng tới nữa. Riêng truyền hình, ngoài trừ nghe tin tức ra, các tiết mục văn nghệ khác, ông cũng chẳng để mắt tới. Việc học Phật đem lại cho toàn gia ông nhiều cái hay vô cùng. Có thể nói, gần 10 năm nay, trong gia đình chẳng phát sinh điều gì bất như ý. Điểm tuyệt nhất là cả nhà không hề vướng qua bệnh chi. Trong lúc cùng các bạn đạo bàn luận, ông thường nêu lên những cái hay về ăn chay, học Phật, lòng đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật. Năm ngoái, có một bác sĩ bảo ông, 10 năm nay anh không ăn thịt, nhất định là thiếu dinh dưỡng. Anh tự cho mình là không bệnh, thì thấy như không có bệnh. Nhưng nếu anh đi bệnh viện mà kiểm tra máu á, mà không có vấn đề gì, thì chúng tôi á, sẽ niệm Phật ăn chay theo anh. Dưới sự cổ vũ của bạn đồng tu, ông bèn làm cuộc kiểm tra, lúc bấy giờ, lấy phiếu xét nghiệm, ông hỏi nhân viên. Xét nghiệm máu tôi có vấn đề gì không? Có, năm nay ông tuổi gần 60, mà máu huyết lại giống như người 20-30 tuổi, vậy là không bình thường. Mới đầu, ông hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó bật cười. Khi đem kết quả tới cho mọi người xem, ông bảo. Nếu xét theo tiêu chuẩn người ăn mặn, thì máu tôi đương nhiên là bất thường, nhưng tình trạng máu huyết giống thanh niên không phải là chuyện tốt hay sao? Bởi vậy suốt 10 năm nay tôi không động đến rượu thịt, thuốc hút, nên máu tôi đã được thanh lọc, tịnh quá. Tiêu chuẩn này có thể nói là không giống phần đông người bình thường. Chúng ta ăn chay, tức là đang tịnh quá máu huyết mình, là phản lão hoàn đồng, là trở về với mộc mạc chân thực, khiến cuộc sống hôm nay thân ít bệnh, hoặc không bệnh khổ, khiến kiếp nhân sinh hữu hạn lại càng thêm tốt đẹp. Nói đến đây, đột nhiên ông trầm tư một chút, mắt lại tuôn lệ. Ông sụt sịt kể, nửa tháng trước tai họa đã giáng vào gia đình ông. Đứa con gái ông cưng yêu nhất bỗng dưng liên tục 2 ngày ăn gì đều ói, đi bệnh viện khám, họ nói là nó bị ung thư bao tử, nhưng không thể phẫu thuật vì bệnh đã phát tán trầm trọng. Bác sĩ nói sau này bệnh sẽ ngày càng chuyển ác, thời gian sống tối đa chỉ còn nửa tháng. Gia đình ông nghe tin này giống như bị đấm vào đầu, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, chẳng biết làm sao. Bác sĩ nói con gái ông bệnh là do cơ thể thu nạp ít mà làm quá sức, do lao lực tích lũy lâu ngày thành bệnh nan y. Ông tỏ vẻ nghi ngờ, nói, dạ thưa sư phụ, chẳng phải trong kinh Địa Tạng từng giảng, lễ bái tượng Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng sẽ được các thiện báo như gia trạch vĩnh an, kéo dài tuổi thọ, tật dịch chẳng đến,
Nhưng vì sao nhiều năm nay con tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác, mà hiện tại lại bị đại nạn ập xuống như vậy? Bà nhà con nói, nếu như không học Phật thì chẳng đến nỗi con gái phải bệnh nặng như vậy. Vậy thì con e rằng, thân thích bạn bè vốn không tin Phật sẽ càng dèm pha chê trách, thậm chí còn làm lung lay tín ngưỡng của con. Xin hỏi sư phụ, con đã trồng nhân gì mà bị ác báo vậy? Hòa thượng ngồi xếp bằng trên tràng kỷ, đôi mắt hết nhẹ như đang lắng nghe. Thấy cư sĩ hỏi, ngài từ tốn đáp. Lời Phật là chân ngữ, thật ngữ, không gian dối, quyết chẳng gạt lừa người. Nhưng vì sao già ông gặp đại nạn như thế? Đây phải tự hỏi bản thân mình một chút. Như ông vừa nói, ngoài nguyên nhân cho con gái ông lao lực quá độ thành bệnh ra, bản thân ông có lỗi một phần. Tuy ông siêng năng học Phật, nhưng chẳng bỏ được tính cố chấp, độc đoán. Phật Pháp cùng thế Pháp vốn vô phân biệt, nhưng ông lại cho đối lập nhau. Một mặt, ông đem Phật Pháp tích cực giới thiệu cùng mọi người, khiến kẻ nghe Pháp được lợi ích, thậm chí giúp nhiều người ly khổ, đắc lạc, đó là rất tốt. Nhưng ông cũng đem Phật Pháp biến thành trói buộc, bắt vợ con, nhốt trong khuôn khổ do mình định lập ra. Thậm chí, khi vợ con ông ra ngoài, đi đâu, muốn trang điểm chút cũng bị ông phê bình cho một trận. Con cái ông, thỉnh thoảng nếu nghe những khúc nhạc đang lưu hành, thì xem như phạm vào đại kỵ, có lỗi với phép tắc đại giáo huấn của ông, lập tức sẽ bị ông nghiêm khắc quở trách. Nếu họ tạm có chút phản ứng, thốt lời phê bình hay tỏ thái độ không phục, thì ông lớn tiếng quát la, thịnh nộ như sấm rền. Ông lập tức biến thành pháp quan, một bề làm vệ sĩ hộ giáo. Như thế, trong thiên hà chỉ có ông mới là người học Phật chân chính. Hễ nghe trong Phật môn có chút việc không đúng pháp, thì ông ghim mãi trong lòng, phê tam bình tứ. Tuy ông có chánh tri chánh kiến nhất định, nhưng mắt toàn chỉ thấy lỗi người, tâm chứa toàn thị phi phải quấy, và nhìn ai cũng thấy đều là ngoại đạo. Thế là rất sai. Ông phải biết mọi sự trên đời đều có nhân quả, mà người chân thật tu hành thì không nên dòm tìm, soi mói lỗi thế gian. Sai sót của ông chính là do quá chấp trước, nên đã biến tâm mình thành tâm ma, rơi vào cảnh quỷ. Thật ra, cũng có ma bên ngoài, nhưng không có gì đáng sợ. Người tu phải khéo biến ma thành thiện tri thức, giúp mình thành Phật. Năm xưa, lúc Phật Thích Ca làm ti nhân nhẫn nhục để vua Ca Lợi chặt thân thể, thì ngài tuyệt không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Không những tâm chẳng sinh oán hận mà còn phát nguyện tương lai mình thành Phật rồi. Người sẽ độ đầu tiên là vua Ca Lợi. Đây mới là tấm lòng và cảnh giới tri kiến của Phật. Ông có biết, sau khi nổi nóng hầm hè với vợ con rồi, trong lòng họ thấy thế nào không? Do họ bị ông áp chế, khí oán giận không được bung ra, phải nén cả vào trong. Hơn nữa, ngọn lửa vô minh của ông, tùy theo tiêu chuẩn đạo đức ngày càng thấp của xã hội, mà càng cháy bùng dữ dội. Thế là người nhà biến thành nạn nhân, thành chỗ trút bực, trút giận của ông. Họ phải chịu đựng trường kỳ tháng năm như thế. Làm sao kham thấu? Ông hiện giờ là một người hai mặt. Một mặt là kẻ rất có ái tâm, là chồng tốt, yêu vợ, cha lành, thương con. Còn một mặt khác nữa, lại là kẻ có tâm ma, hung ác, toàn gieo tổn thương trầm trọng cho quyến thân. Giờ đây, con ông dính bệnh hiểm, ông chẳng những không phản tỉnh để nhìn ra lỗi mình,
ngược lại còn oán trách Phật, Bồ Tát, không che chở, chúc phúc. Cho dù Phật Bồ Tát có đại thần thông, cũng không thắng nổi nghiệp lực của ông. Giống như hãng sửa xe trên thế giới, dù có kỹ sư bảo trì tối ưu, nhưng cũng không sao sửa nổi những chiếc xe bị ông Mạc Tình chà đạp, gây tổn hại. Con gái ông bị ép phải sống ngoan, sống tốt, đúng theo khuôn khổ ông chế định. Trong công tác, nó luôn ráng làm dược thành tích cho mọi sự được đẹp hơn, tuyệt hơn. Vì vậy mà tinh thần, thể lực bị tiêu hao đến cực độ. Bữa dùng chay trưa, nó thường bị bạn bè hiếu kỳ, tranh nhau dùng hết. Bản thân ăn không đủ no, lại chẳng muốn ăn ở ngoài. Tối đến về nhà, đói quá sinh mệt, ăn cũng không được bao nhiêu. Như thế lâu dần, tạo thành nội thương bao tử, do tích lao thành bệnh. Những thống khổ, u buồn trong tâm được che đậy bằng nhiệt tình công tác nổi trội, đến mức bệnh nhập xương tủy mới đi bệnh viện, thì đã muộn. Tôi nói tình huống vậy có đúng không? Ông còn trách Phật Bồ Tát nữa không? Những cư sĩ khác tại hiện trường đều bị lời của Hòa Thượng thu hút, hầu như quên mất nhân vật chính đang thịnh pháp. Bây giờ, nghe Hòa Thượng hỏi, họ đều quay sang nhìn ông, thấy ông hai mắt dán chặt vào sư phụ, lệ tuôn đầm đìa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, làm ướt đẫm cả một phần áo đôi vùng ngực. Mọi người đều thông cảm cho nỗi thống khổ của ông. Nghe Hòa Thượng hỏi, ông như sực tỉnh, lên tiếng yếu ớt. Bạch sư phụ, không lẽ con gái yêu của con hết cách cứu rồi hả sư phụ? Con gian xin ngài, hãy cứu cháu dùm đi. Con gian xin ngài mà, nó còn trẻ quá. Ông vẫn chưa hồi đáp, là những lời ta nói về tình hình của ông có đúng không? Dạ đúng hết, hoàn toàn là đúng. Là do con thực hành và hiểu Phật Pháp không thấu đáo. Là tại con hại con gái yêu của con. Nó mà chết đi, con cũng không thiết sống làm chi nữa. Ông chết rồi, giờ ông sống nổi hay sao? Phần bụng trên của bà có một khối u cứng. 10 năm trước, ông đã từng sờ qua rồi. Nhớ không? Nghe đến đây, cư sĩ cả kinh thất sắc, òa khóc to, âm vang vang trời động đất. Từ sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông tuổi gần 60 bộc phát niềm bi thống dữ dội đến như vậy. Tiếng khóc của ông lớn đến nỗi làm chấn động và ù cả tai tôi. Chỉ thấy hai gối ông khuỵu xuống, hai tay không ngừng đánh vào đầu bình. Các cư sĩ gần bên vội giữ tay ông lại. Ông sầu đau cực độ, nói trong nước mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, con tình nguyện xuống địa ngục vô gián, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thoát ra, để xin đổi mạng cho con gái yêu của con được sống. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, là con có lỗi với bà vợ hiền huệ của con. 10 năm trước, con có sợ và biết bà có khối u cứng trong bụng, nhưng con không nghĩ nó sẽ đoạt mạng. Con thật là ngu si, lúc nào cũng cho mình là đúng. Con thường tuyên bố, người quản tôi chưa sinh ra, nghĩa là trên đời này không ai có thể quản được con. Con quá ngông cuồng kiêu mạn, tự sa vào tâm ma, quả báo vẫn là chính mình tự thọ. Con luôn cho rằng mình là người chồng tốt, cha lành, té ra chỉ là kẻ ôm tâm xấu hại người. Vợ của con 30 năm nay luôn tròn phận hiền thê, mẹ đảm, một bề phu sướng phụ tùy. Con muốn học Phật, bà cũng chiều. Con bắt ăn chay, cho dù trong lòng bà không muốn, nhưng cũng nguyện ăn chay theo con bao năm nay. Sau đó con đề xuất ngủ riêng, đoạn dục. Hễ con nói, bà dâng theo, chưa từng nghĩ đến tâm tư tình cảm của bà. Quên rằng, bà cũng là người biết buồn, vui, hờn giận. Con luôn cho mình là tu rất tinh tấn. Bây giờ con mới biết thế nào là học Phật đúng đắn.
còn chính là ma quỷ luôn đem đến áp bức, thống khổ cho người. Vì con chỉ biết của mình, luôn cho rằng cái gì mình cũng đúng, cũng hay, không ai được phép cãi, còn sống ích kỷ tư lợi, sống luống uổng suốt bao năm nay. Trước đây, tôi chỉ nghe các bà, các cô, các má vừa khóc vừa rên. Hôm nay lần đầu tiên trong đời mới nghe được một nam tử 60 khóc hù hụ, kể lỗi mình sùm, vừa khóc vừa than vừa sám hối. Nếu như ông không thật tâm sám hối, sao có thể thốt ra những lời chẳng màng đến thể diện mình như thế? Trong phòng khách, bên phía quý bà đều bật khóc thành tiếng, còn quý ông thì không ai là không rơi lệ. Lúc này, tôi phát hiện chỉ có sư phụ là Điềm Nhiên Đoan Tọa, đôi mắt hơi khép của ngài khẽ động đậy. Trong lòng tôi bỗng nổi lên nghi vấn, trước tình huống cảm động này, vì sao sư phụ không chút xót thương mà cứ ngồi bất động như thế? Sao ngài không mau mau nghĩ cách phá giải giúp cho họ? Bỗng sư phụ khai khẩu, nhưng chẳng hề mở mắt. Tuy âm thanh ngài không lớn, nhưng có đủ sức mạnh khiến các tiếng khóc nghẹn ngào ngưng bặt ngay. Ta đâu có nói là con gái ông nhất định phải chết. Sao ông chẳng hỏi phương pháp cầu sống? Dạ. Không khí trong phòng như ngưng động. Mọi âm thanh hoàn toàn im bặt. Lão cư sĩ bỗng quỳ mọp trước sư phụ, dập đầu lia lịa nghe vang thành tiếng. Tại hiện trường, mọi người đều quỳ xuống hết. Sư phụ giống như không nhìn thấy cảnh tượng xúc động này, vẫn bình tĩnh, từ tốn nói. Phật Pháp là diệu Pháp, tất cả duy tâm tạo. Tâm có thể khiến ông đọa địa ngục, có thể khiến ông thành Phật, có thể khiến ông bị bệnh, tử vong, cũng có thể khiến cho ông hóa giải hàn băng, chuyển nguy thành an. Chú Đại Bi là thuốc hay vạn năng, khéo trị 84,000 chứng bệnh. Nhưng cần phải sám hối chân thành thì tác dụng thuốc mới phát. Nếu như con gái ông lành bệnh rồi, ông có còn nóng nảy, độc tài, áp bức nữa chăng? Quyết không, con sẽ không dung dưỡng các tật xấu đó nữa. Con sẽ đổi mới, làm lại từ đầu. Tốt lắm. Nếu muốn thành Phật, trước phải thành người hoàn mỹ. Phật đối với tất cả chúng sinh đều từ bi. Phật là bậc đại giác, có thần thông trí huệ cao tột. Nhưng ngài chưa bao giờ nổi nóng cáo giận chế đệ tử, chưa hề la hét chửi mắng ai. Pháp Phật giảng là giúp người minh lý, hiểu rõ đạo rồi, thì trong sinh hoạt ngày thường, trong công việc thực tiễn, luôn thực hành Phật Pháp. Đây gọi là minh lý tức sự. Chúng ta ngày ngày đều gặp rất nhiều việc xảy ra ngoài dự tính. Bởi vì quý vị đã minh lý, đã hiểu Phật Pháp, cho nên không để những cảnh đó chuyển, mà sẽ như Pháp giải quyết, xử lý sự việc. Đây chính là minh lý tức sự. Người tu hành mà phát cáu, nóng nảy, hét la ọm tỏi là tối đại kỵ. Có câu, lửa sân thiêu hủy rừng công đức, tuyệt không phải là lời hư vọng. Đã là đệ tử Phật mà không sửa đổi, không từ bỏ tính xấu này, thì cho dù cả ngày tụng nhiều bộ kinh, giảng pháp nhiều lần, độ biết bao người học Phật, thì bản thân cũng không ra khỏi tam giới. Để cho tính khí nóng nảy sân giận bộc phát là biểu hiện bản thân mình đang quá vô minh. Vô minh nghĩa là không sáng. Bản thân quý vị Phật Pháp không sáng tỏ, thì làm sao có thể độ người viên mãn được? Trong thời đại hiện nay, con trai, con gái, chỉ cần có chánh tri, chánh kiến, có thể giữ ngũ giới thập thiện, thậm chí có thể ăn trường trai, đều là việc khó làm, rất hiếm, rất quý. Nếu như ông cứ chấp nhất, cứng cỏi, vì cầu toàn mà khư khư, đem giới luật của người xuất gia áp đặt cho hàng tại gia, rồi ép buộc, quở trách họ, như thế là quá ngu si. Đi giống như kéo mạ thuốc lớn,
làm vậy chỉ khiến người đánh xa Phật Pháp, biến Phật Pháp thành khủng bố, đe dọa, áp bức. Chẳng phải Lục Tổ từng giảng, nếu lìa thế gian tìm con đường giác ngộ thành Phật, giống như tìm sừng thỏ, vĩnh viễn không tìm được. Con gái ông ra ngoài, có thể điểm trang chút ít, hay mặc y phục lịch sự xinh đẹp, có thể cùng chúng bạn thưởng thức những ca khúc đang lưu hành, miễn là nội dung âm nhạc lành mạnh có ích, thì đều được cả. Không bắt buộc họ phải suốt 24 giờ niệm Phật mới là tinh tiến. Ông phải hiểu rõ Phật Pháp như thế này. Tự thúc liễm ngôn hạnh, giữ gìn tác phong của mình chuẩn mực, cũng chính là niệm Phật. Sống trong thế gian, đối diện mọi hình sắc, cảnh duyên, phải luôn có con mắt sáng suốt, biết tuyển trạch pháp nhãn. Ưng vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Mỗi ngày, buổi tối trước khi ngủ, ông nên sắp xếp tĩnh tọa chừng 40 phút, niệm Phật hoặc trì chú hay tu pháp môn nào đó hợp với mình, nhằm giúp tĩnh tâm, mục đích giải trừ mỏi mệt cả ngày, cũng tính là khóa tu tối thường nhật. Được rồi, chúng ta đã minh bạch chân tướng vũ trụ, tức là nhìn thấu phá, nhìn ra rồi thì phải buông. Thì ông so với hàng tục nhân chưa nhìn thấu, càng chẳng tự tại, bởi vì trong lòng ông, ngoài 84.000 phiền não trần lao ra, còn bị áp lực Phật Pháp đè nặng. Bây giờ, xin chư vị hãy buông hết tất cả, để được đại tự tại. Mỗi cá nhân nên quý người bạn hữu duyên ở bên cạnh mình. Là đệ tử Phật, ta đối với động vật có thể sinh lòng từ bi. Vì sao lại cư xử vô tình với người bên cạnh, làm tổn hại thân nhân mình? Ông bao niên kỷ mới tin Phật, bao nhiêu tuổi mới trì giới? Có cư sĩ tin Phật mấy mươi năm rồi, đến nay chẳng phải vẫn còn ăn tam tịnh nhục ư? Ở đây tôi không nói đúng hay sai, mà chỉ nói vấn đề thời cơ, nhân duyên thôi. Hãy căng đến rằm thì tròn. Cả nhà ngồi chung một bàn, có kẻ ăn thịt uống rượu, có người ăn chay, tin Phật. Thế thì một bàn cứ chia hai mâm, chẳng có gì là không đúng. Thế giới này chính là một bàn nhiều mâm mà. Lục Tổ trong hoàn cảnh thắt ngặt, đặc biệt vẫn phải phương tiện ăn rau cạnh thịt. Rau ấy có dính vị thịt chăng? Chẳng ảnh hưởng đến việc thành tổ của ngài. Không nên vừa hiểu chút Phật Pháp, liền lập ta ở trọng rồi khoa chân múa tay làm cảnh sát trong Phật giáo. Một bề kiểm soát áp đặt, bắt bẻ lung tung, đến khi ác quả thành hình, thì hối hận đã muộn. Đạo Thiên Chúa, tinh lành, vạn bác ái, đây cũng là quan điểm của Phật giáo. Chúng ta cần dùng tâm bồ đề bác ái của Phật, cảm hóa chúng sinh, tiến vào Phật môn, chứ đừng dùng phương pháp tranh đấu, chỉ trích, quở mắng, rầy la. Được rồi, cư sĩ mong giúp con gái ông chuyển nguy thành an. Thì 8 giờ sáng mai, ông lên đại điện bắt đầu lễ Phật, tụng 7 biến sám đại bi, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Xin ông nhớ nhắc con gái, ngày mai cháu ở nhà, bản thân cũng phải bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, tụng cho đến khi cháu hoàn toàn bình phục, và từ đây về sau, cháu hãy chuyên tụng kinh Địa Tạng. Còn phần ông, ngày mai lễ xong, sám đại bi rồi, thì bắt đầu lễ ba bộ lương hoàng sám. Lúc bái sám, phải dùng tâm thành lễ bái, giống như ông vừa thành tâm sám hối hồi nãy đó. Nếu không thành tâm, thì sám hối tụng chú gì cũng chẳng linh. Phải khắc cốt ghi tâm, thành ý hết lòng
mới có thể chiêu được cảm ứng, chấn thiên, động địa, phần các cư sĩ. Quý vị có chịu làm công đức này không? Chúng con đồng ý. Âm thanh hồi đáp vang vọng, làm rung chuyển cả mặt kính lưu ly trong phòng. Hòa thượng mỉm cười, nở nụ cười hoan hỷ như trẻ thơ. Khuôn mặt tuổi tác của ngài tươi như đóa sen mùa hạ, khiến mọi người xúc động, chiêm ngưỡng không rời. Các đệ tử đều biết, hòa thượng xưa nay không hề vọng ngữ, chỉ cần bạn làm y theo lời ngài dạy, thì sẽ ly khổ, đắc lạc. Trước khi kết thúc, hòa thượng ngâm một bài thơ cho người suy gẫm. Không tức sắc, sắc tức không, Phật pháp diễn giải vô cùng thâm sâu. Đem thân hành pháp nhiệm màu, giúp người tỉnh giác tiêu sầu hết mê. Trong biển khổ hiện bồ đề, muốn thành Phật phải oai nghi thiện lành. Độ mình độ khắp chúng sinh, học gương hoan hỷ thấu tình cảm thông. Lòng bao dung tợ hư không, có đi có đến chẳng căng chẳng dùng. Trung đạo hữu hiệu vô cùng, rất là thích hợp nên thường hành luôn. Vì sao các tu sĩ hay bệnh nặng? Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bị nặng trước khi ra đi? Xem trong sử, ta thấy chư vị cao tăng đều gặp nhiều tai nạn, bệnh nặng. Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại thế đã có người muốn sát hại ngài. Sau khi ngài viên tịch, còn có người muốn chặt đầu ngài để mang về nhà thờ cúng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, ngài bị đầu độc và ám hại 6 lần. Tổ Ấn Độ thứ 24 và Tôn Giả Sư Tử thì bị chém đầu. Trước khi Đại sư Huyền Trang mất, ngài bị trật chương té ngã, sau đó bị bệnh, phải nằm lâu ngay trên giường. Ngài nói rằng, tất cả những phiền não và ác nghiệp của tôi từ vô thủy đến nay, đều nhờ đức của cơn bệnh nhẹ này mà tiêu trừ hết. Vì vậy, tôi rất mừng. Nói về sư Giới Hiền, một vị tăng tài đức nổi danh, lúc tuổi già bị bệnh nặng và bị hành hạ đau đớn đến muốn tự tử. Sau đó, ngài mơ thấy 3 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm cùng khuyên bảo ngài, nói rằng, con trước kia từng là một vị quốc vương, gây nhiều khốn khổ cho chúng sanh, cho nên, nay phải chịu quả báo này, nhờ phúc tu, nên những tội thay vì phải chịu phạt ở địa ngục, được chuyển thành cơn bệnh đau này. Con ráng chịu đựng 3 năm nữa, sẽ có sư Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thọ học với con. Con hãy thành tâm sám hối, kiên nhẫn chịu đựng đau khổ và tinh tấn xiển dương kinh luận, thì nghiệp chướng của con sẽ tự nhiên được tiêu trừ. Còn Hòa Thượng Hư Vân, thọ đến 120 tuổi, cuộc đời của ngài trải qua 10 nạn, 48 biến cố. Thậm chí khi ngài đã 112 tuổi, còn bị đệ tử bán đứng, bị cướp và bị quân binh Trung Quốc tra tấn rất dã man. Ngài chết đi sống lại nhiều lần sau khi bị đánh đập bằng chùy sắt đến chảy máu và xương gân đều gãy đứt. Đại sư Hám Sơn, Tử Bá, người đã để lại dục thân bất hoại, đã phải thọ nhận sự tra tấn tàn bạo và chết vì cục bú trên lưng. Hòa Thượng Quảng Khâm, một vị cao tăng cũng bị bệnh và viên tịch vào năm 1986. Vị tăng sĩ tại chùa của ngài đã từng kể rằng, Hòa Thượng nói, ngài sẽ thì hiện bị bệnh lúc mất. Có người nêu thắc mắc với Hòa Thượng Quảng Khâm rằng, người đã chứng đắc rất cao trong việc tu hành, nhưng lại chết vì bệnh tật hoặc tai nạn. Vậy có phải là định nghiệp của người đó, khó thể chuyển đổi? Hòa Thượng Quảng Khâm
đã từ tốn trả lời rằng, quý vị có thể nói định nghiệp của họ khó chuyển đổi, nhưng hãy hiểu rằng, người đó đang trả nghiệp, hoặc chuyển trả báo nặng thành nhẹ. Chỉ những người có tu hành mới gặp nhiều khổ nạn, trắc trở. Đúng ra, đây chính là công đức tu hành của bản thân họ, đã giúp họ trả nghiệp nhanh, giải quyết mọi tội báo trong một lần, ngay trong một đời này. Tuần thức đầu tiên. Mùa đông năm 2009. Cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô, vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu, kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại, có thể giáo hóa, cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu Sĩ là bà Vân, bị bệnh nặng, qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thực khiến cho người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, em dâu của Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần nọ, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân, nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn, và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan hỏi, mẹ, phải mẹ đâu? Mẫu thân cô cho biết, hôm nay là đêm vong linh được phép về, nên mẹ cô đến thăm cô. Mẹ cô đã chết rồi, khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy cô rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ cô rất đau lòng. Hôm nay, được ngục quan phê chuẩn, cho phép tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô. Chu nữ sĩ vội vàng hỏi, mẹ ơi, mẹ nói giọng hương đài và tướng quân Ngu Mã gì, con nghe mà không hiểu gì hết. Lúc đó, mẹ của cô nói rằng, giọng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó, nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngu Mã là ngục tốt ở âm cung, cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy. Bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội. Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả? Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không? Là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà. Nhưng thực ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ, vì hồi trẻ mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con. Ông nội con đã sớm qua đời, bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ. Nhưng hễ bà nội con có làm chút gì trái ý, khi mẹ không vừa lòng, là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này, bà nội con mỗi khi thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo. Ngay cả thở mạnh bà cũng không dám. Mẹ thấy vậy rất đắc ý, cảm giác trong nhà này mình là chủ, rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe.
có một việc con không hề biết. Nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức mà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy ngu đầu mã diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ. Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác. Kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi. Xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề. Có ngờ đâu chẳng hiếu kính, với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời, lại bị hành tội khổ sở như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời hả? Lúc này, thình lình chồng chú nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra, hỏi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh, mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn, nhớ mẹ dữ quá, cho nên sinh ra ảo giác đó. Không phải mà, hôm nay là đêm vong về, là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ, anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không, anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ, phụ thân con thật sự đã làm khổ con. Vì gả con cho người chồng như vậy, chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này, ông chồng của chú nữ sĩ đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Lộ vẻ kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Chợt, cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa. Cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã. Xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện. Chồng con bị hai tướng quân Ngưu Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ nó đang hãi hùng, nằm trùm mền rung lập cập kìa. Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu. Mẹ ơi, chẳng phải mẹ bị họ dùng xiềng xích trói hay sao? Vậy thì vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Chà, đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra. Để sau này con thông báo cho mọi người biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này, những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi. Nếu không, tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này. Tương lai, mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa. Mẹ, mẹ nói sao? Chảo dầu hả? Con có nghe nhắc đến, nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Con à, chẳng phải truyền thuyết đâu. Những người ác không tin nhân quả, cho nên họ một bề đả kích địa ngục, bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt, đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi, vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu. Mẹ, vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả? Tội của ổng không nhẹ đâu. Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng, ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta, ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện. Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt, khuyên giải hai bên mới đúng. Ông cũng là đại bất hiếu, vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng, thì ông nên trị cho ta một trận, thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ, quỷ thần cũng sẽ kính phục ông. Tất cả đều là tại ông dung túng hết. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy. Đối với những đứa còn bất hiếu, hình phạt trị tội là rất nặng. Bà còn mấy năm trước bị trúng gió, bán thân bất toại, cũng là bị trừng phạt đó. Hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính. Chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa.
đáng sợ quá. Nhưng như vậy không đúng rồi. Chị, hồi mẹ ở Dương Giang, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra, cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà. Giống như hồi năm ngoái đó, Dấn Châu bị động đất, chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao? Vì vậy, đâu thể tính mẹ là người ác được. Vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt? Con à, như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện, thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu, có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là vì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu, lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi, và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối, cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường. Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi. Nếu như vậy trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con à, không có dễ dàng như vậy đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi. Con vì mẹ, làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt, mẹ không ngăn cản. Nhưng tốt nhất, con phải thường đi chùa, lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện, kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều, như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, Phán Quan nói con cùng Phật giáo có duyên, trải qua những việc trong hôm nay rồi, từ đây về sau, con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai, nếu con tu chí thành, thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lay. Đến lúc đó, mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung mà, giờ đã đến lúc đi rồi. Tướng quân Ngưu Mã đang hối thúc mẹ kìa. Mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngưu Mã? Ôi trời, ngốc ơi, ngàn vạn lần con không nên thấy họ. Vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết, thì sẽ có ngài thấy họ ngay. Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn. Mẹ an tâm mà đi nha. Chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô, hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác, răn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào, thì xin hồi hướng phước điền này đến mẫu thân Chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Tây Du Ký và Phong Thần. Dạ thưa sư phụ, nghe ngài phân tích nhận định truyện Bạch Xà, con cảm thấy rất có lý. Hiện tại, con còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ. Tây Du Ký là một bộ truyện trứ danh, rất được quần chúng ưa thích và đã dựng thành phim, được bao nhiêu người là hoan nghênh. Nhưng hồi nhỏ lúc mà con coi phim á, con cảm thấy Đường Tăng quá khiếp nhược yếu đuối. Mà tại sao Bồ Tát Quan Âm lại bảo Tôn Ngộ Không bái ông làm thầy? Hơn nữa, còn truyền chú Cẩn Cô cho Đường Tăng để trị kẻ chuyên phạt ác dương thiện như là Tôn Đại Thánh. Đường Tăng không tài giỏi hơn, sao có thể giáo hóa đồ đệ chứ? Câu chuyện này theo quan điểm Phật giáo
phải giải thích như thế nào đây sư phụ? Hòa thượng Diệu Pháp đáp: Tôi cho rằng nếu hiểu Phật pháp thì nên giải thích Tây Du Ký như thế này. Như trong sách đã nêu, bản thân Đường Tăng theo pháp Tiểu Thừa, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mới hóa hiện thành một lão hòa thượng chỉ điểm, mách cho Đường Tăng nên đi Tây Phương bái kiến Phật Tổ, xin thịnh kinh Đại Thừa. Đường đi Tây Thiên thịnh kinh thực tế là con đường mà Ngài Huyền Trang tu hành, tự độ và độ người. Nhưng đường tu không bao giờ bằng phẳng, luôn có đầy gian nan hiểm trở. Ba đồ đệ đi theo Đường Tăng là đại diện cho ba loại ác tập: tham, sân, si của mỗi chúng sinh. Trư Bát Giới đại diện cho người tham dục trầm trọng: tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Vì vậy mới bắt ông giữ tám giới, hàm ý rằng chỉ có giữ giới mới dập tắt tham dục, chỉ có giữ giới mới hoạch đắc trí huệ, cho nên gọi là ngộ năng. Tu ngộ không là đại diện cho những kẻ hành sự có trách nhiệm bổn phận, có tài, nhưng khí sân rất lớn. Ban tên ngộ không chính là báo cho những dạng người này phải hiểu rõ đạo lý tất cả vô thường, vạn pháp giai không. Còn sa ngộ tịnh là chỉ những người thực thà phúc hậu nhưng ngu si, vì không hiểu rõ Phật pháp nên tạo nhiều tội nghiệp như ăn thịt sát sinh. Ông từng ở sông Lưu Sa chuyên ăn thịt người mà sống. Đặt tên ngộ tịnh là muốn ông tu tịnh hạnh, tức hạnh thanh tịnh. Nếu muốn thoát ly tam giới thì cần phải từ bi bớt sát. Đường Tăng thân là sư phụ, xem tứ đại giai không, chẳng bị tài sắc danh lợi quyến dụ. Tuy không giỏi tài phép như các đệ tử, nhưng những phút giây ở sát bên bờ vực sinh tử, đối diện với chuyện sống chết, ông vẫn xem nhẹ và tuyên bố: thà tiến lên một bước hướng Tây Phương mà chết, chứ quyết chẳng lui về để được sống. Gặp lúc ngộ không phá giới sát, chẳng dâng lời thầy, nên ông buộc phải niệm chú cận cô. Điều này hàm ý rằng dùng giới luật để câu thúc, khiến y cải tà quy chánh. Đường Tăng không thể đàn dân giá võ, không thể biến quá, chỉ biết nhất tâm niệm Phật. Hàm ý rằng mục đích tu hành không phải để cầu thần thông. Con xem, ngộ không dù thần thông quảng đại, gặp lúc yêu quái có tài phép quá giỏi, chẳng phải y cũng thúc thủ hết cách sao? Nhưng cuối cùng thì ta không thể thắng chánh. Gặp lúc sinh mệnh nguy hiểm, Đường Tăng nhất tâm niệm Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm chắc chắn sẽ yểm trợ cho phùng hung hóa cát, giúp Đường Tăng biến nguy thành an. Giả lại, một số yêu quái ngộ không đối phó không nổi, đa số đều là thị giả các thánh nhân hoặc là các xuất vật thuộc hạ của họ tác quái. Đây phải dạy thế này: chư Bồ Tát, tiên nhân vì muốn giúp đỡ Đường Tăng sớm chứng thánh quả nên cố tình chế ra chướng ngại. Tất cả đều là thử thách, khảo nghiệm, xem ông ứng phó làm sao. Đường Tăng ngay nơi cửa ải sinh tử cũng chưa bao giờ trách Bồ Tát Quan Thế Âm đã xúi ông đi lấy kinh. Tu hành giả có thể cưỡi mây đi 10 vạn 8 ngàn dặm, thế mà
chặn ra khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai. Nếu như Phật muốn đem Kinh Đại Thừa giao cho Đường Tăng, thì điều này quá dễ dàng. Chẳng phải Ngài chỉ cần nhắc tay một cái là xong ngay hay sao? Hoặc giả, cứ cho Tôn Ngộ Không đi lấy kinh, thì cũng giảm bớt rắc rối vậy. Thế nên, Bộ Tây Du Ký này cảnh báo cho chúng ta biết là tu hành rất gian nan. Trong một đoàn thể học Phật, luôn có đủ hạng người như thế cầu đạo. Đoàn thể Phật giáo chính là một lò trui luyện vĩ đại, kim thu tinh xúc, tiếp thu thâu tóm tất cả. Phật Pháp là chí cương, không gì có thể phá dở. Phật Pháp cũng chí nhu, không gì có thể chia cắt. Chỉ cần mọi người luôn bảo trì chánh niệm tu hành, thì có thể cùng dựng đại nghiệp. Cho nên, trải qua muôn ngàn gian nan nguy hiểm rồi, cuối cùng bốn thầy trò cũng gặp Phật Tổ. Nhưng đến lúc vào tàng kinh cát, lấy sách lại gặp chướng ngại. Đây ngụ ý nói rằng, chỉ cần chưa thành Phật thì vẫn còn vô minh. Cũng giải thích rằng, chịu buông xả thì mới có thể được. Trên đường về, tất cả kinh Phật đều bị rơi xuống nước. Cuối cùng chỉ còn lại sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong Kinh Kim Cang, Phật cũng từng nói qua, nếu nói Như Lai có thuyết pháp, tức là bán Phật, đồng thời cũng ám chỉ, vào thời kỳ mạt pháp sau này, tất cả văn tự kinh thư từng có sẽ dần tiêu mất. Đầu tiên là Kinh Lăng Nghiêm, đến cuối cùng chỉ còn sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thực ra kiểu giải thích này của ta chỉ là cố gắng sửa cong thành thẳng, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Chứ thực tế thì Tây Du Ký và Phong Thần là hai tác phẩm được thành hình bắt nguồn từ sự tương tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo, do đôi bên công kích nhau mà có. Gần đây, Ngài Hư Vân, ngôi sao Bắc Đẩu Thiền Tông, đã từng giải thích về lai lịch hai bộ truyện này như sau. Năm đó, ở Bắc Kinh, Hòa Thượng Bạch Vân giảng Đạo Đức Kinh nơi Bạch Vân Tự. Rất nhiều đạo sĩ chạy đến nghe, rồi xin gia nhập Phật môn, đổi làm Hòa Thượng, khiến cho các đạo sĩ tại trường Xung Quán bất bình, nên thưa kiện lên quan. Triều đình muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên, nên ra lệnh cho trường Xuân Quán của đạo sĩ đổi thành chùa Trường Xuân, còn chùa Bạch Vân của các sư phải đổi thành Bạch Vân Quán. Các đạo sĩ không phục, bèn viết ra bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, mục đích là để mạ lị Phật giáo. Vì vậy, người xem Tây Du phải có trí tuệ và mắt sáng. Nếu hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử lúc đó, thì sẽ nhìn ra chân tướng ngay. Điều lợi hại nhất là, trong tiểu thuyết miêu tả Đường Tăng thỉnh kinh xong, khi về đến Thông Thiên Hà, thì toàn bộ kinh Phật đều rơi xuống sông, bị mất chữ hết. Cuối cùng, chỉ còn lưu lại sáu từ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là bọn họ muốn nói, toàn bộ công trình phiên dịch kinh Phật của Ngài Huyền Trang là giả hết. Đáng tiếc là thế nhân sau này lại ngộ dựng và cuồng nhiệt lầm tin vào Tây Du Ký, khiến cho chuyện Tây Du Ký thực sự của Ngài Huyền Trang bị chôn vùi, bị xuyên tạc, mai một. Để đối phó với tiểu thuyết Tây Du Ký, bên Hòa Thượng cũng đáp lễ lại, họ viết ra Phong Thần Bản để mạ đạo sĩ. Nhìn theo quan điểm này thì sẽ nhận ra trong chuyện chỗ chỗ đều là mạ đạo sĩ. Chẳng hạn như nói đạo sĩ tu tiên, tất nhiên có công phu, nhưng thảy đều lần lượt bị đao tru tiên hành hình. Người xem hai bộ tiểu thuyết này, nếu không hiểu rõ bối cảnh lịch sử Phật giáo và Đạo giáo tương tranh ngày ấy, thì sẽ ngộ nhận, làm cho giả là thiệt. Vì vậy,
Đọc sách cần phải sáng trí, khéo nhìn rõ đúng sai, giỏi phân biệt tà chính. Chú thích: xin hãy đọc lời giảng giải khai thị của Ngài Hư Vân, còn trong đây chỉ là lời giải thích của Hòa Thượng Diệu Pháp. Ngài còn đề nghị chúng ta nên đọc kỹ Kinh Lăng Nghiêm để có đủ trí tuệ và con mắt sáng, giỏi phân biệt chánh tà, phải quấy. Chúng ta nên đọc nhiều tác phẩm do chính chư Đại Đức Cao Tăng sáng tác mới có thể khai mở trí tuệ cho mình.